Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình tiếp tục làm cái video giới thiệu với các bạn cái cây hoa giấy siêu to khổng lồ của mình. Cây hoa giấy nó đang vào mùa bung hoa nhé. Đấy, đi thẳng vào thân cây từ gốc lên để cho các bạn xem này. Đây là phần ngọn nhá, xuống với thân này. Đấy, thân rất là khủng nhá. Vừa rồi mưa rất là nhiều, thế cho nên là cây hoa giấy là nó bật một số các cái mầm và nó vọt lên làm thay đổi cái nhìn cái tán của cây. Nhưng mà khả năng là đến mùa đông thì mình sẽ cắt bỏ những cái cành vọt đi để nuôi, chủ yếu nuôi cành bay ngang thôi. Đây ở góc này, quay các bạn nhìn xuôi nắng xuôi sáng thì sẽ nhìn sẽ rất là đẹp. Bây giờ rực hoa luôn, cái hoa giấy đang rực hoa. Với cái tốc độ chăm sóc của cái cây này thì khả năng là phải 3 năm nữa thì tay cành nó mới ra gì được. Chứ còn bây giờ thì chưa. Bây giờ thì mình đang nuôi tay cành nên cứ để nó vọt ra tự nhiên thôi. Nó quan trọng là nuôi các cái tay cành bay ngang ra để nó to đã. Sau khi nó to đủ cái kích thước, kích cỡ cân đối với thân cây thì mình sẽ tiến hành cắt để nó làm bông răm sau. Đấy nhá các bạn nhá. Nhìn đã luôn. Ngày ngày được ngắm ngắm cái tác phẩm hoa giấy này là tuyệt vời luôn. Đã chưa? Hiện tại cái thân gốc của mình này thì nó vanh chắc nó rơi khoảng hơn 70 gì đấy. Cây này mình vừa làm vừa chơi. Nhưng các bạn xem video nếu mà ai cảm thấy thích mà có nhu cầu thì mình vẫn có thể giao lưu. Nhưng mà giá là không thấp đâu nhá. Giá thấp thì để chơi chứ không để làm, chơi chứ không bán giá thấp làm gì. Phí. Cái thân gốc nó to thế này mà. Quay ở các cái góc khác nhau. Đây mình đang quay ở góc xa. Nhìn nó cũng mướt phết. Hoa giấy thì nó phát triển rất là nhanh. Thế nhưng mà để làm ra một cái tác phẩm đẹp thì cũng không phải đơn giản các bạn nhé. Cây này của mình để nuôi tự nhiên rất là lâu rồi. Bây giờ mình mới cho lên chậu được mấy năm. Mà cũng nghĩ là cho lên chậu mấy năm thì chỉ việc là nuôi tay cành để làm, tưởng nó cũng đơn giản nhưng mà không đơn giản chỗ nào. Nuôi mãi mới được một cái tay nó vừa phải một vừa ý một tí. Đó. Nhìn cây nó bung hoa đã mắt luôn.
Hiện tại nhà mình đang có 2-3 cây, cái thân nó vanh nó to tương đối như thế này. Thế cho nên là ai mà thích mà có nhu cầu thích là mình cũng giao lưu luôn. Cho nó lấy vốn để tiếp tục làm những cây mới. Cây này là tương lai là đẹp đấy các bạn. Bởi vì là thân nó rất là mịn màng. Có cái phần thân rất là ổn. Đấy, mình quay cái góc xoay tròn để cho các bạn xem. Nó hơi ngược sáng tí. Hơi ngược sáng nhìn khó nhìn đấy. Ngược sáng ấy nhìn nó hơi mờ mờ ấy, các bạn thông cảm nhé. Đó. Đấy, tranh thủ đứng ngắm luôn một cái tác phẩm nhỏ nhỏ mini này. Đấy, hoa cũng đầy luôn. Rực rỡ. Mưa tí thôi mà cành nó vọt lung tung hết. Đó. Hoa đẹp chưa? Đấy, hoa đẹp chưa? Cánh hoa tím, màu tím này mà màu của chứng khoán thì tuyệt vời luôn, nhà đầu tư lúc nào cũng có lãi. Màu tím với màu xanh là hai màu phù hợp với cả chứng khoán. Các bạn xem video nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Để tiếp tục theo dõi các cái video mình làm lần sau về cái cây hoa giấy của mình. Những người yêu hoa giấy, thích xem hoa giấy thì đăng ký kênh của mình để ủng hộ nhé. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Hôm nay mình làm cái video ngắn về cái cây hoa giấy này của mình, vui vui này thôi, bởi vì gặp hôm thời tiết đẹp thế nên là mình tranh thủ mình quay. Thế còn vài bữa nữa để xem nó thay đổi, phát triển nó thay đổi như thế nào thì mình sẽ tiếp tục ghi hình lại để cho phát lên YouTube, cái kênh YouTuber của mình để cho mọi người cùng xem. Đấy, nắng đang rực, cây hoa giấy đang rực lên. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người sức khỏe, gặp nhiều may mắn.